Chị này, chị nói là giờ cải không ăn được nè quý vị. Cải như vậy mà chúng tôi cố gắng cứ hết sức mà chị nói là cải cải như gà bơi thiệt. Nhiều khi buồn thiệt chứ. Được hỗ trợ rau xanh, đôi vợ chồng ném thẳng ra cửa rồi đuổi cán bộ về, còn chửi bới cho rau vậy ai ăn. Khi thấy nhóm người đàn ông được cho là dân quân đem một túi rau cải đến cho, người phụ nữ đã cùng chồng lớn tiếng nạt lại. Một người nói trong clip chị này chỉ nói cải không ăn được nè quý vị. Cải như vậy chúng tôi cố gắng hỗ trợ hết sức mà chị nói cải như cho gà bới. Người phụ nữ đứng chỉ tay một mực nói rằng chị không muốn nhận rau, tôi không có cần đâu, cho mấy cái này đồ vừa phải thôi. Hỗ trợ ai cũng cho đồ ăn quá trời luôn, cho vậy thì ăn gì? Người chồng bên cạnh cũng chêm vào thêm, cho rau vậy ai ăn? Hai người mang rau hỗ trợ tới đều tỏ ra khá bối rối, nói gia đình nếu không nhận nên báo lại. Tuy nhiên người phụ nữ vẫn đứng đôi co, thậm chí chỉ còn cầm túi rau ném ra ngoài. Vừa lôi túi rau đi, chị vừa quát, thôi mấy anh đi về luôn đi, xách về luôn đi, tôi khỏi cần. Nói rồi chị vứt mớ rau và đẩy hai người đàn ông ra ngoài khóa chặt cổng. Thà là thí dụ giờ gia đình mình báo lên người ta nói. Còn bây giờ anh không lấy thì thôi. Thà mình báo là người ta. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đa số đều rất bất bình cho rằng, trong khi nhiều gia đình vẫn miệt mài xin cứu trợ, thì cách hành xử của đôi vợ chồng như vậy là bất lịch sự, thiếu tôn trọng người cho. Đang dịch bệnh có rau ăn cũng là quý lắm rồi, nếu chị không nhận có thể nhường hộ khó khăn hơn, sao chị lại vứt rau rồi mắng chửi người ta vậy? Chị không lấy rau thì chị định lấy gì? Nhà tôi trong vùng dịch chỉ lấy rau xanh thôi vì không thể đi chợ được, cho ít hay nhiều đều quý, chị nên biết trân trọng và biết ơn điều đó. Nhiều người xin đồ cứu trợ mà nhắn tin xin những đồ như kiểu nhờ người ta đi chợ mua đồ, buồn thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.